Và sau đây xin mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi văn phòng bán vé máy bay Việt Nam Mego Tours. Công ty Chacha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc thống đốc Pennsylvania đề nghị điều tra tỷ phú Elon Musk vì hứa hẹn phát $1 triệu mỗi ngày cho đến ngày bầu cử. Thống đốc Pennsylvania George Shapiro hôm Chủ nhật kêu gọi cơ quan thi hành luật pháp điều tra tỷ phú Elon Musk vì trong cuộc tuần hành ủng hộ ông Trump vào cuối tuần qua, ông Musk hứa hẹn phát tặng $1 triệu mỗi ngày cho đến ngày bầu cử. Ông Musk hôm thứ Bảy trao tấm séc $1 triệu cho một người tham dự cuộc tuần hành ở Harrisburg, Pennsylvania do America PAC tổ chức. America PAC là tổ chức hành động chính trị mà ông Musk thành lập để hỗ trợ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Trong chương trình Meet the Press của NBC, thống đốc Shapiro nói rằng kế hoạch của ông Musk phát tặng tiền cho cử tri ở Pennsylvania là vô cùng đáng lo ngại và đó là điều mà cơ quan thi hành luật pháp có thể xem xét. Kế hoạch phát tiền là ví dụ mới nhất về việc ông Musk sử dụng khối tài sản khổng lồ của ông để tác động đến cuộc chạy đua tổng thống quyết liệt giữa ông Trump và phó tổng thống Harris. Pennsylvania là tiểu bang phải thắng đối với cả ông Trump và bà Harris. America PAC của ông Musk giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và ghi danh cử tri ở các tiểu bang chiến trường có thể quyết định cuộc bầu cử. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy ủy ban này đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của họ. Người may mắn nhận được tấm séc hôm thứ Bảy là một người mang tên John Dreher. Hôm Chủ nhật, ông Musk trao tấm séc $1 triệu thứ nhì cho một người phụ nữ tại sự kiện ở Pittsburgh. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ sập cầu tàu ở Georgia. Có ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi một phần cầu tàu bị sập, làm ít nhất 20 người rơi xuống biển Đại Tây Dương ngoài khơi tiểu bang Georgia. Tàu tuần duyên Hoa Kỳ tìm kiếm người mất tích vào tối thứ Bảy. Vụ tai nạn xảy ra trong một buổi lễ của cộng đồng Gullah Geechee thuộc hậu duệ nô lệ da đen trên đảo Sapelo. Phát ngôn viên Tyler Jones của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Georgia cho biết, cầu tàu chật kín người đang chờ phà bị sập vào chiều thứ Bảy trên hòn đảo phía ngoài Georgia, cách Savannah khoảng 100 km về phía nam. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và nhiều cơ quan khác lập tức tiến hành tìm kiếm người sống sót. Tối thứ Bảy, Phó Tổng thống Harris, người đang ở Atlanta để vận động tranh cử, nói rằng chính quyền Tổng thống Biden liên lạc chặt chẽ với các quan chức tiểu bang và địa phương và cung cấp bất kỳ hỗ trợ liên bang nào khi cần thiết. Giới chức cho biết, trực thăng và tàu được trang bị sonar của tuần duyên lập tức thực hiện công việc tìm kiếm và cứu nạn. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đảo Sapelo chỉ có thể đến được bằng tàu thuyền. Phà đến đảo mất khoảng 20 phút. Người dân đang tổ chức ngày văn hóa lễ hội Đàn Năm, tôn vinh cộng đồng người da đen lịch sử của hòn đảo, một trong nhiều cộng đồng hải đảo còn tồn tại từ Georgia đến North Carolina. Người dân được gọi là Gullah hay Geechee ở Georgia, được cho là vẫn giữ được phần lớn di sản phi châu vì sự tách biệt của họ. Ông Trump vận động tranh cử ở Pennsylvania, trong khi Phó Tổng thống Harris vận động cử tri ở Georgia. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Harris hôm Chủ nhật đến 2 nhà thờ, trong khi ông Trump đến một nhà hàng ở McDonald's. Hai ứng cử viên đang tranh giành lá phiếu ở các tiểu bang cạnh tranh nhất, trong đó bà Harris vận động cử tri bỏ phiếu sớm ở Georgia, còn ông Trump vận động tranh cử ở Pennsylvania trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Tại nhà hàng McDonald's ở Philadelphia, ông Trump cởi áo vest, đeo tạp dề màu đen và vàng và bắt đầu nấu những mẻ khoai tây chiên, công việc mà ông cho biết là ông muốn làm cả đời. Cựu tổng thống nhúng rổ khoai tây vào dầu sôi trước khi rắc muối và đưa cho khách hàng qua cửa sổ drive-thru của nhà hàng. Hàng ngàn người xếp hàng dọc con đường đối diện nhà hàng để theo dõi. Ông Trump nói rằng ông thích công việc này. Ông rất vui ở đây. Ông Trump cho biết chuyến thăm nhà hàng McDonald's một phần là để chế nhiễu bà Harris, người nói rằng bà đã làm việc tại chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh này trong những năm học đại học ở California. Ông Trump cho rằng bà Harris chưa bao giờ làm việc ở đó, nhưng không đưa ra bằng chứng để chứng minh điều này. Phát ngôn viên Ian Sams của bà Harris nói rằng trò thu hút sự chú ý này là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của ông trùm bất động sản. Ông Trump chỉ biết nói dối. Ông ta không thể hiểu được cảm giác có một công việc mùa hè như thế nào vì ông ta được trao $100,000 trên một chiếc đĩa bạc chỉ để thổi bay nó. Bà Harris tham dự hai buổi cầu nguyện ở ngoại ô Atlanta hôm Chủ nhật. Tại nhà thờ Divine Faith Ministry International ở Jonesboro, Georgia, ca sĩ Stevie Wonder trình bày ca khúc Higher Ground và Redemption Song. Ông cũng hát bài Happy Birthday chúc mừng sinh nhật 60 tuổi của bà.
Trước đó, bà Harris phát biểu tại nhà thờ Newburgh Missionary Baptist Church ở Stones Creek, Georgia. Hoa Kỳ điều tra rò rỉ thông tin tình báo về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vào hôm Chủ nhật cho biết, Hoa Kỳ đang điều tra vụ rò rỉ hai tài liệu tình báo mật mô tả Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trả đũa Iran. Những tài liệu này dường như là từ cơ quan tình báo quốc gia, mô tả cách giải thích của Hoa Kỳ về kế hoạch của không quân và hải quân Israel dựa trên hình ảnh vệ tinh từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10. Chúng bắt đầu lan truyền từ tuần trước trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Israel lập kế hoạch đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10, cuộc tấn công trực tiếp thứ nhì của Iran nhắm vào Israel trong 6 tháng. Israel tăng cường tấn công ở Gaza và Lebanon vài ngày sau cuộc ám sát lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar. Khi được hỏi về vụ rò rỉ tài liệu trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Johnson cho biết một cuộc điều tra đang diễn ra và ông sẽ được báo cáo về vấn đề đó trong vài giờ nữa. Ngũ giác đài cũng đang xem xét thông tin vụ rò rỉ. Theo báo New York Times, giới chức thừa nhận tài liệu này là thật, nhưng chúng có lẽ chỉ là một phần thông tin Hoa Kỳ có được về kế hoạch của Israel. Tài liệu thứ nhất có tựa đề Israel, không quân tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran và tiến hành cuộc tập trận triển khai lực lượng lớn thứ nhì. Tài liệu này mô tả các hoạt động bao gồm xử lý hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn địa không. Tài liệu thứ nhì có tiêu đề Israel, lực lượng phòng thủ tiếp tục chuẩn bị đạn dược và hoạt động UAV bí mật gần như chắc chắn cho cuộc tấn công Iran. UAV còn được gọi là máy bay không người lái drone. Tổng thống Biden vào tuần trước cho biết ông hiểu rõ thời điểm và cách thức Israel sẽ tấn công Iran. Nhưng ông cũng cho biết ông thấy có cơ hội chấm dứt các cuộc tấn công qua lại giữa hai kẻ thù. Có hai người thiệt mạng và hơn 300 người được cứu thoát sau lũ lụt nghiêm trọng ở New Mexico. Vệ binh quốc gia New Mexico hôm Chủ nhật tiếp tục công việc tìm kiếm và cứu nạn ở Roswell sau khi mưa kỷ lục gây sự lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố và quận hạt James, làm ít nhất hai người thiệt mạng. Theo vệ binh quốc gia, 309 người được cứu thoát kể từ thứ Bảy, trong đó 38 người được đưa tới bệnh viện để chữa trị thương tích. Cảnh sát tiểu bang New Mexico cho biết hai người tử vong do lũ quét, nhưng thông tin về nạn nhân hoặc hoàn cảnh tử vong của họ vẫn chưa được công bố. Giới chức thành phố Roswell cho biết mực nước đã rút ở nhiều nơi trong thành phố, nhưng vẫn ở mức cao tại khu vực trung tâm của thành phố. Toàn bộ những con đường dẫn đến và đi từ thành phố phải đóng cửa hôm Chủ nhật. Cơ quan thời tiết quốc gia tại Albuquerque cho biết lượng mưa 147mm trút xuống Roswell thứ Bảy phá vỡ kỷ lục trước đó là 143mm vào ngày 1 tháng 11 năm 1901 tại thành phố phía đông nam New Mexico. Các nhà khí tượng học cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét. Khi một số căn nhà và doanh nghiệp bắt đầu ngập nước vào tối thứ Bảy, chính quyền cho biết 7 người được cứu thoát sau khi một chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi. Những chiếc xe khác bị cuốn trôi xuống một dòng kinh. Theo đài KOAT ở Albuquerque, cảnh sát trưởng Mike Harrington của quận hạt James đứng trên mui xe của ông giữa dòng nước lũ. Ông Harrington cho biết ông phải leo lên mui xe khi xe của ông và một số xe khác bị mắc kẹt trong nước lũ dâng cao tới tận cửa sổ xe. Nhà chức trách mở điểm lánh nạn tại khu hội chợ tiểu bang cho cư dân Roswell mất chỗ ở vì lũ lụt. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658, sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bác Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Nhà ở San Francisco bán chậm hơn trước đại dịch, ngoại trừ khu Sunset. Phát hiện muỗi truyền bệnh sốt vàng da và Zika ở quận hạt Contra Costa. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông.
anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. I'm Evan Lowe, and as your state assembly member these last 10 years, I've fought for you. I've fought the end of Roe, co-authoring a bill to protect reproductive freedom in California. I've fought crime, increasing protections for witnesses and funding for law enforcement. I've fought gun violence with a bill that puts common sense limits on gun sales. And I fought for our future, working with parents and teachers to keep our schools from closing. Thank you, District 26, for fighting with me. Let's keep California moving forward.